Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Bộ Giáo dục muốn hợp thức hóa cho các loại văn bằng kém chất lượng. Ngày 28 tháng 9, trên trang Facebook Đỗ Duy Ngọc có bài Tiến sĩ thời nay. Tác giả cho biết hồi mới lớn, ham học nên cứ nhìn thấy mấy thầy có bằng tiến sĩ, nhất là bằng học từ nước ngoài về, thì lấy làm ngưỡng mộ và khâm phục lắm. Quyết tâm học hành để mong có được cái bằng như thế, dù biết rằng đấy là việc không dễ dàng gì, phải tốn nhiều công sức. Mà thật sự hồi ấy thầy nào cũng quá giỏi, kiến thức đầy mình, phong thái đỉnh đạt, ăn nói rất hay, câu nào ra câu nấy, chữ nào ra chữ nấy. Kể cả các thầy có bằng cấp không được cao, nhưng kiến thức thì đầy ắp. Hình ảnh status trên trang cá nhân Đỗ Duy Ngọc. Tác giả nhận xét, người có bằng cấp cao cũng giỏi, người dù chỉ là học giả, là nhà nghiên cứu, nhưng kiến thức thì không chê vào đâu được. Với đội ngũ giáo sư như thế, nên bằng cấp tốt nghiệp được toàn thế giới công nhận. Đương nhiên, được học tiếp lên cao khi ra nước ngoài. Sinh viên hồi đó khi ra trường dễ dàng khi đi xin việc và thường được trọng dụng ở những vị trí cao. Lúc ấy mà học cao học 1, cao học 2, chuẩn bị học tiến sĩ là oai ngất trời rồi. Và số lượng thì cũng hiếm hoi. Tác giả bình luận, thời nay, người có bằng tiến sĩ đông như quân nguyên, đa số là cán bộ, làm lãnh đạo ai cũng có bằng tiến sĩ. Không biết các ông ấy học từ lúc nào. Nhiều lúc suy nghĩ, các ông ấy lo việc quan, việc nước ngập đầu, hội họp liên miên, lấy đâu ra thời gian mà học nhỉ? Thế là dùng quyền lực để có bằng thôi. Chưa có quyền thì ghi tên vào mấy cái lò ấp tiến sĩ của viện này, viện kia, cứ nộp đủ tiền là có bằng ngay. Hình ảnh Bộ Giáo dục cũng bất lực với các lò ấp tiến sĩ. Tác giả đánh giá, cũng chẳng mấy người làm nghiên cứu và giảng dạy. Tiến sĩ về đến cấp huyện, cấp phường, ở đâu cũng thấy tiến sĩ. Trình độ không cao, ngay trong ngành nghề của mình. Các tiến sĩ thời này cũng ú ớ, u u cà cà. Đúng là thời kỳ loạn tiến sĩ. Giờ đây tác giả cho hay, nhà nước lại công nhận loại du học ngắn ngày bằng tiến sĩ, thạc sĩ học từ xa. Trích dẫn truyền thông nhà nước cho hay, dự thảo quy định về việc công nhận các văn bằng du học ngắn ngày, đào tạo từ xa đang được lấy ý kiến. Tác giả cảm thán, ôi trời ơi, học chuyên tu, học chính quy, còn chưa bằng ai, giờ công nhận kiểu này, thử hỏi nền giáo dục của ta đi về đâu. Mà không hiểu nhà nước này phong cho lắm tiến sĩ để làm gì, chỉ là công chức, cỡ ấy mà đi dạy học thì lòi ra cái ngu cái dốt liền, sinh viên cười vuốt mặt không kịp đấy. Hình ảnh truyền thông nhà nước loan tin về vụ công nhận bằng do du học trực tiếp, du học từ xa có được. Tác giả nhận định Việt Nam có lẽ là đất nước có đội ngũ công chức có nhiều bằng tiến sĩ nhất trên thế giới, mà giờ nghe ông nào giới thiệu là tiến sĩ thì trong dạ đã dấy lên nghi ngờ, không phục. Tiến sĩ bây giờ mua được bằng tiền và quyền lực nên chẳng cần kiến thức, chẳng cần phải học. Tác giả mỉa mai, tiến sĩ không làm được công trình nào cho ra hồn. Luận án thì quẩn quanh những đề tài, nghe qua đã thấy tức cười. Rất nhiều phát minh sáng tạo được làm nên từ bàn tay của người thợ, của người nông dân, chẳng thấy mấy công trình của tiến sĩ. Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi, mà thầy như thế này thì thua. Và tác giả kết luận, cứ cái đà phong cho lắm tiến sĩ kiểu này, giáo dục đi xuống dốc là điều tất yếu. Nhiều năm qua, các trường đại học trong nước liên kết với một số đại học Philippines tổ chức các lớp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ do Đại học Philippines cấp bằng. Phần lớn thời gian học viên tự học, mỗi tháng một vài ngày sang Hồng Kông, Thái Lan hay Malaysia học trực tiếp. Các dạng văn bằng này trước đây không được công nhận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao Bộ Giáo dục muốn hợp thức hóa cho các loại văn bằng kém chất lượng? Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an thừa nhận bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên nhưng công bố thời điểm bắt giữ chậm hơn 10 ngày. AFP tiếng Việt ngày 30 tháng 9 cho hay Bộ Công an, bà Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt vì chiếm đoạt tài liệu của EVN. Theo đó, bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, Việt SE, đã bị bắt từ ngày 25 tháng 9. AFP cho biết, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Sô, thừa nhận biện pháp vừa nêu tại cuộc họp báo chính phủ vào chiều ngày 30 tháng 9. Ngoài bà Nhiên, Công an Việt Nam cũng bắt giữ hai cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN.
Ông Tô Ân Sô cho biết bà Ngô Thị Tố Nhiên bị khởi tố, bị bắt giam theo cáo buộc chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 342 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. Theo AFA, hai cán bộ EVN bị bắt cùng với bà Nhiên là ông Dương Đức Việt, chuyên viên cao cấp Ban Quản lý Đầu tư thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia của EVN, và ông Lê Quốc Anh, trưởng phòng phân tích hệ thống Công ty Tư vấn Điện số 1 của EVN. Những tài liệu mà hai ông Dương Đức Việt và Lê Quốc Anh cung cấp cho Việt SE bị Bộ Công an cho là tài liệu nội bộ không được chia sẻ. AFA dẫn lời ông Tô Ân Sô cho rằng, ngay sau khi có tin bà Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt, nhiều cơ quan truyền thông và một số tổ chức ở nước ngoài loan tải thông tin, đánh giá đây là biện pháp mà Việt Nam sử dụng để bắt giữ các nhà hoạt động vì môi trường. Ông Sô cho rằng đó là luận điệu xuyên tạc mà Hà Nội bác bỏ và xem là hành vi can thiệp vào hoạt động của Việt Nam. Trước đó, ngày 20 tháng 9, AFA dẫn nguồn từ tổ chức Project ATA cho biết bà Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt giữ hôm 15 tháng 9. Như vậy, có thể thấy bà Nhiên, có thể là cả hai người cùng vụ với bà, đã bị chính quyền cưỡng bức mất tích trong 10 ngày, từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 9. Hiện chưa rõ bà có được luật sư bảo vệ trong thời gian này hay không. Theo Project ATA, bà Nhiên có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn về năng lượng và kinh tế môi trường, mô hình năng lượng, chính sách năng lượng và đánh giá các công nghệ năng lượng carbon thấp. Ông Ben Swanton, Tổng Giám đốc Project ATA, nhận định việc bắt giữ bà Nhiên là dấu hiệu quan trọng cho thấy việc nghiên cứu chính sách năng lượng tại Việt Nam hiện nay là không được phép. AFA cho hay, hình ảnh chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên. Bà Ngô Thị Tố Nhiên là nhà hoạt động môi trường thứ 6 tại Việt Nam bị bắt giữ trong vòng hơn 2 năm qua. 5 người bị bắt trước đó gồm bà Nguyễn Thị Khanh, ông Đặng Đình Bách, ông Bạch Hùng Dương, ông Mai Phan Lợi và bà Hoàng Thị Minh Hồng. Cả 5 người đều bị cáo buộc tội trốn thuế. Ông Mai Phan Lợi và bà Nguyễn Thị Khanh đã được thả trước thời hạn. Các tổ chức quốc tế đã lên án các vụ bắt giữ và kết án tù những nhà hoạt động này là có động cơ chính trị. AFA cho biết thêm, việc SE là tổ chức nghiên cứu độc lập được thành lập vào cuối năm 2018 với các hoạt động nghiên cứu liên quan đến việc chuyển dịch hệ thống năng lượng quốc gia, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và có độ tin cậy cao. Khi bị bắt giữ, bà Nhiên đang làm việc với Tổ chức Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc để giúp Việt Nam thực hiện cam kết thỏa thuận về đối tác chuyển đổi năng lượng JETB mà Việt Nam vừa đạt được hồi cuối năm ngoái với các nhóm đối tác quốc tế IPG gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu EU, Đan Mạch và Na Uy. Theo thỏa thuận này, các đối tác sẽ giúp Việt Nam hơn 15 tỷ đô la để thực hiện việc chuyển đổi năng lượng bền vững từ sử dụng than sang các nguyên liệu thân thiện với môi trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bộ Công an thừa nhận bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên nhưng công bố thời điểm bắt giữ chậm hơn 10 ngày. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.